Bắt đầu nghĩa là chiều thiền. Phiên âm từ thứ tư nghĩa là lift, là nâng nâng lên. Lift nghĩa là nâng nâng lên, nâng nâng vật lên. Nâng vật lên. Phiên T từ năm. Từ năm là ghen. Ghen có nghĩa là tăng lên. Thứ sáu là phương. Có nghĩa là tạo thành. Phương tạo thành. Phi ngâm trường một là swimming là bơi lội. Thứ hai là hiking là đi bộ đường dài. Thứ ba là bắt đồ là chèo thuyền. Thứ bốn là lép là nâng nâng vật lên cao. Yin là tăng tăng lên. Thứ sáu là rôm là tạo thành. Swimming bơi lội, hiking đi bộ đường dài, bắt đồ chèo thuyền, lift nâng vật lên, yin tăng tăng lên. Sáu là rôm là tạo thành. Tạo thành. Swimming bơi lội, hiking đi bộ đường dài, bắt đầu là chèo thuyền, lift là nâng vật lên, năm là legging tăng lên, sáu là room phương tạo thành. Hôm nay kết thúc từ vựng bài 28 phần 2. Xin chào mọi người ạ. Xin chào mọi người.